anh em nha. Hôm nay trời mưa rảnh rỗi thì mình sẽ làm một clip để hướng dẫn cho những anh em nào đi khóa mắt kia nha các bạn. Khóa xì mắt kia thì khi bị mắc dòi mỏm thì chúng ta biết cách để mở khẩn cấp để chạy xe về nhà để chờ làm cái lại cái chìa FUV khác nha. Đầu tiên các bạn muốn mở khẩn cấp thì các bạn phải có một cái dãy mã số như các bạn cần chứng chỉ số. Cái thẻ này thì khi mình mua xe thì hãng có cho chúng ta một cái thẻ gốc, thì chúng ta có cái thẻ gốc này thì chúng ta sẽ nhập qua mở khóa khẩn cấp nha, trường hợp mắc remote nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ ấn giữ cái nút đề này khoảng vài giây các bạn, chờ cho cái ổ khóa nó nổi lên chúng ta buông ra, chúng ta sẽ nhấn vào một cái nữa. Và cái mã số 0 thì chúng ta không cần bấm để nó xác nhận. Và tiếp theo là mã số 4, chúng ta nhấn 4 cái nè, 2 và 4, để cho cái đèn báo nó nhấp nháy cái, chúng ta sẽ nhấn tiếp nha. Rồi mã số 6, 1 2 3 4 5 6, để cho cái đèn nó nhấp nháy cái nữa các bạn, cái còi kêu chúng ta mới thao tác tiếp nha. 1 2 3 4 5 6, số kế tiếp là số 7 nha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7, và số kế tiếp nữa là số 5 nha các bạn. 1 2 3 4 5, đợi cho cái còi nó kêu một cái nha. Kế tiếp là số 8 nha. 1 2 3 4 5 6 7 8, và kế tiếp là số 4 nha. 1 2 3 4, khi chúng ta nhấn đúng chính chữ số mà đúng mã thì nó sẽ tự động mở được các bạn. 1 rồi lúc này chúng ta có thể dặn khóa nha các bạn, này chúng ta có thể dặn khóa và sử dụng xe nha. Thì cái này thì chúng ta chỉ xài tạm thôi nha các bạn, nếu chúng ta tắt uống cà phê hoặc là ăn uống gì đó thì chúng ta tắt đi, mà chúng ta để lâu thì nó sẽ tự động lóc nha các bạn, tự động khóa nha. Khi chúng ta đã bị mắc rồi thì anh em nhớ là anh em nên chạy về nhà luôn, chứ mà ghé ăn uống thì đợi lâu thì nó sẽ tự khóa nha. Thì chúng ta sẽ thao tác lại y chang như vậy nữa thì nó mất công các bạn, nếu không cần thiết thì chúng ta nên chạy về nhà luôn nha. Rồi chúng ta sẽ cái FUV khác chúng ta sẽ đồng bộ nó lại và chúng ta sẽ sử dụng nha. Đối với những cái đời khóa có hai nút như vi sàn thì chúng ta sẽ thao tác trên nút đề, còn những cái khóa mà SH đó, SH mod hoặc là SH cao đó thì chúng ta sẽ thao tác trên cái nắm khóa nha các bạn, tùy theo đời xe. Rồi video clip mình đến đây xin được tạm dừng nha, chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip.